người đàn ông này mới chính là vua sinh tồn ở nơi hoang dã. Không chỉ tay không dựng nên căn villa có tiền cũng không mua được, còn trồng ra giống bí hoàng kim và rượu mật ong hảo hạng, hàng ngày còn ăn toàn là sơn hào hải vị độc lạ. Không biết con vợ ở nhà có cảm thấy hối hận chưa? 5 năm trước, anh ba Trà Cú bị con vợ đuổi ra khỏi nhà phải lưu lạc đến nơi hoang dã này. Bây giờ anh đã làm chủ cả một cơ ngơi triệu đô. Hôm qua anh vừa xây xong cái lò sưởi, anh ba lập tức muốn làm chút thức ăn ngon để ăn mừng. Anh hái một ít rau thơm có sẵn trong vườn rồi bỏ vào nồi hầm ở nhiệt độ cao. Trong phút chốc hương thơm bay ra khắp nơi. Tiếp theo là nặn một cái đĩa bằng đất sét. Anh ba đem con cá trà bạc mình vừa bắt được đặt lên trên, sau đó nhồi cây rau thơm đã hầm vào trong bụng cá, cuối cùng bọc kín lại bằng đất sét rồi bỏ vào trong lò để nướng. Lớp đất sét bên ngoài sẽ giúp cá nướng nóng đều hơn, hương vị còn được giữ lại bên trong con cá. Sau khi nướng 15 phút, cá đã sắp chín rồi. Chỉ là lúc lấy ra anh ba không cầm chắc khiến con cá nguyên vẹn bị gãy làm đôi. May là mùi vị cũng không bị ảnh hưởng. Anh đặt con cá lên phiến đá rồi bắt đầu loại bỏ lớp đất sét bọc bên ngoài. Mùi thơm của cá bắt đầu lan ra khắp nơi. Bỏ một miếng vào miệng từ từ nếm thử. Từ vẻ mặt anh ba có thể nhìn ra đây là một món ăn ngon nhất cả nách, mặc dù không có bất kỳ mùi vị của gia vị nào. Không lâu sau anh đã ăn sạch con cá. Thịt cá ngon lành hoàn toàn đánh thức sự háo ăn của anh. Sau khi đánh chén no nên xong, anh ba lại lên núi hái một chút quả mọng. Hái đầy cả một cái bát, sau đó bỏ tất cả vào trong hồ lô. Tiếp đến bỏ nước suối trong lành và mật ong rừng nguyên tổ vào trong hồ lô. Mỗi ngày đúng giờ đều lắc một lúc. Đợi sau 7-7-69 ngày sẽ có kết quả. Lọc bỏ bã qua lưới gáo dừa, rồi anh lo lắng đưa rượu lên ngửi. Muốn biết mùi vị như thế nào thì phải thử mới biết được. Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương thơm của rượu lấp đầy cả khoang miệng. Anh ba càng uống càng nghiện, cuối cùng say đến nằm dài trên đất. Không quan tâm tối nay ăn gì nữa mà ngủ một giấc rồi tính sau. Thời gian trôi nhanh, anh thức dậy lại thấy đói bụng rồi. Có kinh nghiệm thành công từ lần trước, anh ấy rất có lòng tin với khả năng đầu bếp Michelin 5 sao của mình. Hôm nay làm món khác thôi. Đầu tiên để nến thô làm từ sáp ong nung chảy bên lò lửa. Đây là công cụ chiếu sáng duy nhất của anh mấy năm nay. Mặc dù thô sơ nhưng vẫn dùng được. Nung chảy sáp ong xong thêm vào trong một chút cây cỏ nến. Đợi trong lúc nến có thời gian nguội và khô. Nhân lúc này anh lấy ra quả bí đỏ hoàng kim mới thu hoạch ngoài vườn ra. Do không có dao, anh chỉ có thể dùng đá để tách mở nó ra. Quá trình này cũng rất tốn sức, rất khó khăn mới tạo được một lỗ trong quả bí. Sau đó cắt quả táo dại ra thành từng miếng nhỏ, nhồi tất cả vào trong ruột bí. Sau khi bọc lại, anh để vào trong lò nướng ở nhiệt độ cao. Lúc này cái đèn tự chế cũng làm xong rồi. Anh ba lập tức dùng thử, nhìn dáng vẻ hẳn là rất hài lòng. Bí đỏ nướng quá lâu sẽ làm mất đi hàm lượng nước và dinh dưỡng. Anh nhanh chóng lấy bí đỏ ra, dùng đôi đũa tự chế bắt đầu ăn cơm. Đây là cuộc sống nơi hoang dã chân thực mà tôi từng thấy. Đồ ăn là tảo biển nhặt bên bờ biển, ngủ trong túp lều mình tự dựng, đến cái quần đùi bị rách cũng là tự lấy cỏ vá lại. Thoải mái nhất là mỗi ngày không phải nghe con vợ lải nhải. Mùa thu đến, thời tiết trở nên vừa nóng vừa lạnh. Anh định làm một hệ thống sưởi ấm cho mình, nghĩ là làm. Sáng hôm sau anh bắt đầu với công việc đào một cái lỗ sau túp lều đất, rồi trộn đất sét với nước tạo thành bùn nhão. Anh rải một lớp đá cuội và cắt mịn bên ngoài chỗ vừa đào, làm mịn phía trên bằng bùn nhão rồi bắt đầu xây ống khói. Chỗ gạch còn lại vẫn còn hữu ích. Lần này anh ba muốn làm một hệ thống sưởi ấm xịn sò, do đó kích thước của gạch cũng phải lựa chọn cẩn thận. Xây gạch đất thành một bức tường lớn, đợi nó khô dần, sau đó anh vào bên trong lều lấy đá gõ xuống thành một cái lỗ, đặt vào các tấm gỗ đã chuẩn bị trước vào trong lò. Cả quá trình kéo dài 1 tuần, hệ thống sưởi ấm của anh cuối cùng đã hoàn thành. Nó chính là một lò sưởi ở trong nhà có thể sưởi ấm và nấu ăn. Ngồi bên cạnh lò sưởi lửa nóng khiến anh mơ màng buồn ngủ. Vừa tỉnh giấc, anh cảm thấy có một cơn gió mạnh và lạnh tràn vào từ bên dưới. Cúi đầu xem hóa ra quần mình bị rách một lỗ rồi. Mặc dù ở đây không có người nào khác ngoài mình và các bạn đang xem video, nhưng anh vẫn là một con người văn minh, vẫn cần chú ý đến hình tượng của mình. Không thể nào cứ mặc cái quần rách đi long nhong như thế này được. Sau đó anh ấy leo lên đỉnh núi hái một chút cỏ sợi, tách các thớ sợi ra khỏi lá cỏ và chỉ chừa lại phần đầu nhọn. Kiên nhẫn một hồi bện nó lại thành một sợi dây đủ dài. Đoạn đầu của cỏ là cái kim khâu tự nhiên. Anh ba xây nhà rất giỏi, vì thế công việc tinh tế này chắc cũng không thành vấn đề. Vết rách trên quần sau 7-7-69 đường may thì cuối cùng nó cũng được khâu lại. Từ nay con chim cúc cu của anh sẽ không còn sợ bị lạnh nữa rồi. Nếu quần đã khâu xong vậy thì tiện tay may luôn một cái gối luôn nhỉ. Ngày nào cũng nằm trên đất không phải là cách hay. Anh ba rất may mắn tình cờ tìm ra món quà của thiên nhiên. Đây là một nhúm lông chim. Anh ba nhặt hết tất cả mang về lều, dùng dây thừng dệt đan xen chúng lại thành sợi. Cả quá trình kéo dài 1 tháng. Anh liên tục nhặt lông về rồi lại đan chúng lại thành sợi dài 30 mét. Chỗ sợi này đủ để anh ấy là một cái gối đầu rồi. Anh ấy để khung đã làm xong treo trên tường, quấn sợi thành vòng tròn rồi đan từ trên xuống dưới. Không lâu sau anh ba đã làm ra một miếng vải thô, lấy miếng đệm dệt từ cây hương bổ ra, so sánh kích thước một chút rồi lấy kim chỉ bệnh từ cỏ ra, từ từ đính miếng đệm phía dưới vải thô. Việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức của anh ba. Trong vô thức trời đã tối rồi, anh ấy dệt cả một ngày một đêm, sau đó khâu chặt đệm hương bồ và vải lông chim với nhau bằng dây, chỉ để lại một đường may ở cuối, nhét những miếng bông và lông chim vào trong đường may, cuối cùng khâu lại.
Một cái gối lông chim mềm mại ấm áp đã được làm xong rồi. Nó vẫn còn chút thô sơ nhưng cực kỳ hữu dụng. Anh ba thử nằm xuống, cảm thấy rất hài lòng với thành quả của mình vừa làm xong. Có cái gối này rồi con vợ ở nhà sẽ không còn lo lắng anh đi ngủ bị cứng cổ nữa. Đây mới là vị vua hoang dã thực sự. Đồ ăn là sơn hào hải vị, ngủ thì có gối lông vũ. Đồ uống là rượu ngon mình tự ủ, thích ngủ thì ngủ, thích làm thì làm. Chỉ là hôm nay chán đồ ăn trên núi rồi, anh ba quyết định xuống biển tìm chút thức ăn tươi sống. Chỉ cần đi bộ vài km là sẽ đến bãi biển ven bờ Thái Bình Dương. Anh lặn xuống một chút đã phát hiện rất nhiều rong biển. Ngay khi anh ấy chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, trên biển đột nhiên nổi gió lớn, nước biển đục ngầu làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. Anh ba hoàn toàn không nhìn rõ tình huống dưới nước, chỉ có thể từ bỏ việc bắt cá. Anh ba đành mang số rong biển đó về nhà. Trong loại rong biển hoang dã này có chất nhầy, không chỉ có thể điều trị vết thương mà còn làm đẹp da. Cắn một miếng thấy mùi vị hơi mặn, do đó anh ấy treo rong biển lên dây thừng rồi phơi nắng, mục đích là loại bỏ đi lượng nước dư thừa. 3 ngày sau, rong biển đã khô rồi, nó trở thành đồ ăn vặt anh ấy thích ăn. Không chỉ mỗi mình anh ba, rong biển cũng là đồ ăn vặt yêu thích của rất nhiều bạn trẻ. May mắn là tạm thời anh vẫn chưa có ý định khởi nghiệp với món rong biển này. Sau đó anh xuống biển bắt về một con cá. Anh ba hôm nay muốn làm món cá nướng cuộn rong biển để ăn. Đầu tiên anh ba cuộn chặt cá vào miếng rong biển đã phơi khô rồi đặt lên trên lò để nướng. Lúc nướng cá cần để lửa nhỏ, như vậy muối trong rong biển sẽ dần dần thấm vào trong thịt cá, để làm thịt cá săn chắc hơn. 30 phút sau, mùi thơm của cá tràn ngập. Anh ấy vội gấp ra, xé nhỏ rong biển bọc ở ngoài, phát hiện thịt cá vẫn còn nguyên vẹn. Anh nóng lòng ăn thử một miếng. Lúc ở nhà làm gì có món ăn vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng như này. Vì con vợ lười biếng toàn cho anh ăn đồ hộp trong siêu thị, anh nhanh chóng ăn sạch con cá. Sau đó anh ba bắt đầu suy nghĩ phải đối phó thế nào với những động vật có thể giành thức ăn với mình. Suy nghĩ một lúc, anh ấy quyết định chế tạo vũ khí. Chỉ là vật liệu bằng đá này, nếu dùng búa thì đục lỗ đúng là một việc khó. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ba quyết định dùng đất sét, nặn đất sét thành từng cục, dùng que đục một cái lỗ nhỏ ở giữa, sau đó bỏ tất cả vào lò nung, cuối cùng lấy dây thừng sâu chúng lại với nhau. Đây chính là vũ khí siêu cấp trong truyền thuyết rồi. Mặc dù chế tạo hơi thô sơ nhưng lực sát thương vẫn rất lớn. Dù sao người nguyên thủy cũng đều dùng thứ này để sống sót ngoài hoang dã. Ngoài ra, anh còn dùng da hươu và đá chế tạo thêm một loại vũ khí bền hơn đất sét. Anh dùng da hươu bọc hòn đá lại, sau đó quấn chặt nó rồi buộc vào thành chùm. Anh dùng thử một phát thấy hiệu quả cũng rất ra gì và này nọ, xém chút nữa còn làm bay luôn con camera chăm củ. Độ chính xác như này chắc là có thể hạ gục một con gấu nâu. Video của mình tạm dừng ở đây thôi. Nếu thích xem video về nội dung như này thì cho mình một like ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.